3 phút để hiểu về toàn bộ xung đột giữa tổ chức Hamas và Israel. Đầu tiên thì tổ chức Hamas là gì và tại sao xung đột lại diễn ra? Hamas là tên viết tắt của phong trào kháng chiến Hồi giáo, gồm chủ yếu là người Palestine, hiện tại đang nắm quyền kiểm soát ở khu vực dải Gaza. Hamas được lập nên vào năm 1987 khi mà người Palestine nổi lên đấu tranh ngăn chặn việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của họ. Tổ chức Hamas này cho rằng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là bao gồm toàn bộ lãnh thổ của Israel hiện nay cùng với Gaza và bờ Tây, và cũng không công nhận Israel là một quốc gia. Đối với Mỹ và một số nước phương Tây thì đây là tổ chức khủng bố, bởi sau khi Hamas nắm quyền kiểm soát Gaza vào năm 2007, nhóm này đã tổ chức tới 4 cuộc chiến tranh chống lại Israel. Ngày 31 tháng 7 năm 2024, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas là ông Ismail Haniyeh đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tại thủ đô Tehran của Iran. Trước đó, hôm 30 tháng 7, ông Haniyeh đã đến Iran tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran. Vụ việc này diễn ra vào thời điểm đặc biệt căng thẳng ở Trung Đông, với những cuộc đối đầu giữa Hamas và Israel ở dải Gaza, trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc chiến toàn diện trên khắp khu vực này nếu các bên không kiềm chế. Iran và Hamas cho rằng Israel đã tiến hành phi vụ này và hiện đang cùng các đồng minh tìm cách đáp trả, mặc dù Israel vẫn một mực phủ nhận là không liên quan. Vậy ông Ismail Haniyeh là ai mà quan trọng đến vậy? Ông Haniyeh là nhân vật quan trọng tham gia các hoạt động ngoại giao quốc tế của Hamas. Suốt 2 thập kỷ qua, ông Haniyeh là một trong những lãnh đạo chính trị cấp cao nhất của Hamas và được coi là một nhân vật ôn hòa trong phong trào này. Ông đảm nhận vai trò quan trọng trong các nỗ lực ngoại giao bền vững để đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Hồi tháng 4, ông Haniyeh từng xác nhận có 3 người con trai là Hazem, Amir và Mohammad, và các cháu của ông đã qua đời trong một cuộc tấn công. Tổng cộng có tới khoảng 60 người trong gia đình ông Haniyeh đã qua đời kể từ khi cuộc chiến ở Trung Đông bắt đầu. Vậy vụ việc của ông Haniyeh sẽ ảnh hưởng ra sao tới nhóm Hamas và chiến sự vẫn đang diễn ra khốc liệt ở Gaza giữa Hamas và Israel? Mất đi ông Haniyeh là cú đánh mạnh vào Hamas khi loại đi một nhân vật công khai nhất đứng đầu các chiến dịch chính trị của lực lượng này. Thực tế, ông Haniyeh không có vai trò quan trọng về mặt quân sự, nhưng ông chịu trách nhiệm về quan hệ quốc tế của nhóm. Ông cũng là người đối thoại chính với các bên trung gian như Ai Cập, Qatar về thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin với Israel ở Gaza. Vì vậy, các cuộc đàm phán đối thoại đó sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có nghĩa là triển vọng Israel và Hamas có thể sớm tiến tới một thỏa thuận hòa bình có thể ngày càng xa vời hơn. Việc làm này gần như là để cô lập tổ chức Hamas trong việc ngoại giao và thỏa thuận. Israel đang ở tình trạng cảnh giác cao trong bối cảnh Iran và các lực lượng đồng minh ở Liban, Iraq và Yemen có thể sẽ đáp trả sau vụ việc này. Rất nhiều nước trên thế giới đang cố gắng kiềm chế sự nóng giận từ các bên để tránh việc căng thẳng ở Gaza bùng nổ. Tính tới thời điểm hiện tại thì căng thẳng giữa Hamas và Israel có vẻ như không ảnh hưởng đến thị trường tài chính trên thế giới lắm, khi giá vàng, giá dầu không có dấu hiệu tăng. Các thị trường tài chính đỏ lửa là do những động thái liên quan đến Mỹ và đồng yên Nhật do tình trạng carry trade nhiều hơn. Cả hai ông này thì từ trước đến nay cũng đã căng sẵn rồi, cứ gồng ghè suốt, nên quan điểm của mình anh em không cần phải quá lo lắng đâu. Chúc các bạn ngủ ngon và có một cuối tuần vui vẻ nhé.